đây hết mồi cá rồi nha. Mình đi qua bên đại cá mua mồi cá cho ăn. Đây là đại nó bán cá giống nha, mình mua cá trê. Thông thường á mình đi mua là 3 kg là nó đủ ăn rồi. Đủ ăn dành cho 2 con. Con hải tượng với con cá quả tỉa. Mình mua riết thành mối luôn á. Đây trại cá giống mình thường mua cho ăn. Đó, đây ông đang canh. Mỗi lần qua đây là mình mua chỉ có 3 kg thôi. 3 kg là đủ ăn rồi. Ông toàn bán cá giống không à. Cá trê, cá y tượng, cá hường, cá chép. Đó. Cái kia cá là mình qua đây mua cho nó ăn nè. Đây, cá trê nè. Mình sẽ đổi cho nó ăn. Đây là cá hải tượng của mình nha. Đây, hết mồi à, mình mua hả, cá trê mình đổi cho nó ăn. Dùng lưới vậy nè, mình bao ở trên lại, mình tông ra dữ lắm, cho nên mình bao ở trên lại, không có tông ra. Nó còn dư nhiêu rồi mình lên trên trước, mình đổ cho con cá quả tiện mình ăn. Trời, cá quả tiện mình lúc nào cũng dư cái hộp.